Chào bạn, tôi là Trần Hồng Phượng, năm nay tôi 32 tuổi. Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm về kinh doanh online, về các lĩnh vực như bán lẻ online, bán buôn online, kinh doanh và phát triển hệ thống. Hiện nay tôi đang là nhà phân phối của công ty Zikup, một tập đoàn chuyên kinh doanh những cái mặt hàng về mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và đồ dùng gia đình. Trong video này, lý do tôi làm video này đó là rất nhiều bạn trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh các bạn đang gặp phải một vấn đề, đó là mất tập trung. Trong câu chuyện này thì tôi sẽ kể cho bạn một cái câu chuyện có những cái bài học liên quan đến cái sự tập trung như sau. Có một vị tiền sư, một ngày ông ấy reo lên sung sướng: "Wow, tôi đã làm được rồi, tôi đã làm được rồi." Mọi người rất tò mò và hỏi rằng ông đã làm được cái điều gì đó. Và ông ấy trả lời rằng: "Tôi đã đắc đạo rồi." Và mọi người tò mò trả hỏi tiếp là: "Trước khi đắc đạo thì ông làm gì?" Vị thiền sư trả lời: "Trước khi đắc đạo thì tôi gánh nước, bổ củi, nấu cơm." Mọi người lại hỏi tiếp: "Vậy sau khi đắc đạo thì ông làm gì?" Vị thiền sư lại trả lời: "Sau khi đắc đạo tôi gánh nước, bổ củi, nấu cơm." Lúc này mọi người mới thắc mắc: "Ô, vậy thì có gì là khác nhau đâu?" Vị thiền sư từ tốn trả lời: "Có điều khác đấy. Trước khi đắc đạo thì khi tôi gánh nước thì tôi lại nghĩ đến bổ củi, khi bổ củi thì tôi lại nghĩ đến nấu cơm, và kết thúc một ngày thì tôi không làm việc gì tốt cả. Nhưng sau khi đắc đạo thì gánh nước tôi chỉ gánh nước, bổ củi tôi chỉ bổ củi, nấu cơm tôi chỉ nấu cơm. Nhiệm vụ nào tôi cũng hoàn thành rất tốt." Đó, câu chuyện ở đây là gì ạ? Đó là khi mà chúng ta tập trung làm một việc gì đó thì nó sẽ có kết quả tốt hơn. Và chính bản thân Phượng trước đây và rất nhiều bạn Phượng tin là cũng đã và đang, hoặc là đã và đang gặp cái trường hợp này, đó là các bạn mất tập trung trong kinh doanh. Ví dụ như là các bạn đang kinh doanh quá nhiều dự án này, đang bán quá nhiều cái công ty cùng một lúc, và với những cái chính sách nó khác nhau như vậy thì các bạn không thể tập trung vào một cái chiến lược cụ thể nào của công ty thì các bạn cũng không thể phát triển được. Hoặc là trong kinh doanh, các bạn kinh doanh một cái dòng sản phẩm nào đó hay là những cái sản phẩm của công ty nào đó thì các bạn lại các bạn cần phải tìm kiếm cho mình những cái kênh để phát triển, nhưng mà các bạn lại không tập trung vào một kênh nào đó. Ví dụ như không tập trung chuyên về TikTok hay chuyên về là YouTube. Đó, trong ví dụ mình sẽ đặt kế hoạch là tháng này mình sẽ tập trung vào một cái kênh nào đó thì mình sẽ làm tất cả những cái việc mà ưu tiên dành để phát triển cái kênh đó, thì các bạn sẽ đem lại cho các bạn một cái kết quả tốt. Và trong cuộc sống cũng như vậy, khi chúng ta tập trung làm một cái việc gì đó thì chúng ta sẽ làm tốt cái công việc đó. Và các bạn hãy để cho mình là có thời gian là chúng ta hãy làm tập trung một công việc để chúng ta làm tốt cái công việc đó nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu như thấy hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh YouTube của Phượng để Phượng có những cái chia sẻ hữu ích hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.